Về nhà nè, về nhà trà xanh nè, mấy đứa nhỏ vô cho nó ăn nè. Vô đi con. Đấy, có chuyện té. Đấy, mấy đứa nhỏ vô cho nó ăn nha. Đấy. Đấy, hôm nay trà xanh nè, được bạn tới tận nhà cho ăn luôn á. bọn con nhẹ nhẹ, bọn con mạnh tay quá nó sợ. Đấy, đừng có làm rầm rầm tới vậy. Nha. Ăn đi trà xanh. Rồi. Thôi con nhẹ nhẹ tay thôi ai cu. Đừng cho nó nhiều quá. Con đừng nhẹ tay thôi. Con mà làm mạnh tay quá nó sợ nó né con á. đi tới ăn kìa. Đó, tới ăn liền nó tưởng đâu chơi ấy. Con bỏ vô cái dĩa anh tập nó tới cũng được. Đó. Đấy, bạn hàng xóm tới thăm trà xanh luôn. Đó, nó làm cái gì nó sợ đề phòng nha. Mấy đứa này có một cu kia lạ kìa, nó sợ kìa. Nó sợ cu áo đỏ đúng không? À, cu áo đỏ mới gặp nó lần đầu. Nó mới gặp con lần đầu cho nó sợ. Đi tới ăn kìa. Đó, càng ngày nó chạy tuốt vào nhà vệ sinh luôn à. Đó rồi em. Đó, con nhẹ nhẹ thôi cu, con nhẹ thôi. Con nhẹ thôi, con mạnh tay quá nó sợ. Từ từ nó chạy tới nó ăn à. Do hồi nãy con làm cái mạnh tay đó, nó sợ đó, hồi nãy té đúng không? Nãy trời mưa té đúng không? Rồi anh trà xanh, trời chui gốc luôn rồi, quê rồi. Thôi, để nó đi chào qua thăm con chó đen kia nha. Đấy, về chút thôi rồi qua thăm chó đen. Để chào qua thăm chó đen nữa. Nó ăn rồi kìa. Nó ăn rồi sao mà máy dĩa cho nó ăn bé. Thì mình móc vô, từ từ nó ăn không với lẹ. Bây giờ bịch bánh chú xem coi. Bịch bánh gì vậy? Đây mấy đứa lấy một bịch bánh quy hả, quay thấy ở trong đó, cho trà xanh ăn nha. Rồi cho trà xanh ăn đi, thử nó ăn không, nó mà chê là biết, nó chê là ăn không, ăn hả? Rồi hả, ăn. Đấy. Đó, ngon rồi, ra tiền rồi đó, ngon rồi, ra tiền rồi đó. Nó thấy cô này nè, cô số 9 này, mặc áo số 9 này cho nó lạ lạ cho nó sợ trốn nha. Coi chừng té. Thôi bạn chờ đợi ấy rồi nằm luôn rồi. Đi ra đây chơi với bạn nè, kỳ vậy, bạn tới nhà chơi mà sao trốn trong đó, rồi chạy đâu rồi hả, sao chui cho đó trốn rồi hả? Không, con này nó không sợ, nó sợ thằng cu kia kìa đó, con giỡn với nó được mà. Đấy, con giỡn với nó được, nó sợ thằng cu kia thôi. Rồi cuối cùng mở nó ra nè, hãy lên thăm nó mừng nha. Đấy, nhìn chân nha. Ẩm nha. Đấy, làm gì? Trời ơi, cạp đau lắm luôn á. Cạp khá đau luôn nha. Đấy, cho nịnh cái cơ. Mọi người thấy nè, đấy. Đó. Kêu mua, mấy ngày nay chưa rảnh, kêu mua đồ sổ sáng cho nó cũng chưa đi nữa. Đây, có đực nha. Đấy, nó cạp đau á. Mà khá là lệnh chanh luôn. Rất là lệnh chanh nha. Đó, đó. Không yên được mà. Nó không yên, hình như không yên. Wow, nó trắng đau lắm. Rất là trắng đau luôn nha. Rồi, chạy nóng á. Rồi, chà báo ta luôn. Quá quậy rồi mà. Quậy quá, ai chịu nói. Chân ha. Chân rồi. Làm gì vậy? Ui, nó cạp ghê quá. Và hầm ra đây. Nó cạp. Làm cái gì vậy? Nó làm nó cạp ghê quá mọi người. Để nó cắn áo mình luôn à. Trời ơi, rách áo tôi giờ. Trời ơi, rách áo tôi. Mai không có áo gì làm á. Nghe chưa? Nhộn. Ủa, nó làm gì không biết nữa. Rất là manh động luôn nha. Đó, rồi để coi. Đấy, ngon manh động đi. Áo làm gì á? Nhìn hả? Nhìn gì á? Nó cạp. Nó cá manh động luôn. Ôi á, đau. Cạp tao vậy. Đấy, nhìn nó đi, hôm nay đi làm về ghé thăm nó nha. Nhìn nó rất là cưng nha. Đấy. Mà sao nó manh động dữ không biết. Cá manh động luôn. Đấy đấy, nó không chịu yên mà. Mà nó cạp tao vào gố luôn. Rồi, đứng im. Đó. Chơi cạp tao quá nha. Đó, giờ cạp cái quần đó. Cạp rách quần tôi. Hiểu không? Ngoài trời đang mưa nữa rồi. Đấy, làm gì? Ở đây quên nè, hôm nay quên lấy đồ cho ăn nha.
để ngày mai đem cho cái đồ ăn, được chưa? Giỡn hả? Muốn giỡn hả? Giỡn cho coi nè. Ngon hả? Quậy hả? Quậy hả? Rồi nó phải giỡn lắm nha. Đó. Mẹ nó mất rồi mà để với nó lành lắm, nó phải giỡn lắm. Đó, chọc với nó là không dễ đâu. Không dễ bắt nạt với nó đâu. Cái cặp đau quá chừng. Đây, làm gì được nhau nào? Làm đi, làm đi. Làm gì được nhau? Nhìn mặt cưng nha. Để cái mặt của mình trong kia kìa. Cưng kìa. Khá cưng luôn nha. Đấy, quay qua cách. Ôi giời. Đó, làm gì kẹp áo hả? Nó cặp đau quá. Đáng yêu lắm nha. Đó, nhìn đáng yêu lắm nha mọi người. Ơi, từ từ. Đừng. Nè, manh động quá đi. Nè, đập dịch đi. Đây. Té. Thằng gì? Nè, vậy hả? Vậy hả? Đó, cả đó. Nè, áo này cả đi. Ừ. Nhắm hết áo của tôi luôn. Yeah. Cháu. Cặp rớt áo tôi luôn à. Đó, chú cặp đi nha, rớt áo tôi á. Đó, rớt rồi mua lại cho tôi á. Đây à. Ủa, cái cặp rớt nữa. Ê, giỡn, áo đi làm của công ty á. Áo đi làm của công ty á. Nè. Quá lành nha. Không hồi quá. Bỏ ra thằng nữa rồi. Có làm gì được. Úi da. Nó cạp đau ghê á. Rất là đau luôn. Làm gì? Rồi giờ cắn quần. Cắn quần, cắn áo tôi hoài trời. Hả? Cắn không đã hả? Để coi nó làm gì. Cắn chập rất cáo luôn quá. Đây. Làm gì đó. Đó. Phá ghê chưa? Kiếm cái gì cho nó. Rồi. Rắc quần luôn á. Yeah ha. Nè, chụp gạch nè. Cắn không? Chụp gạch nè. Nè. Đó. Cắn đi. Nhìn nó rất cưng mà người. Đấy, bữa nào mình về mình cũng ghé mình thăm nó nha. Nó cạp chút rách cái quần luôn á. Bữa nào về mình ghé thăm nó. Còn bữa nào mình bận thì thôi. Đó. Sao? Tưởng đâu nằm vô trong đó im á. Ai ngồi nằm nhai cái áo mình nè. Ồ, yeah ha. Yeah ha. Yeah ha. Một cái cây cỏ nè. Cây cỏ nè, đó. Nó đứa nào đứa vậy hả? Ui da. Wow. Để máu luôn rồi. Đập cái máu nè. Vậy hả? Cái quần tôi á. Rất cưng nha. Mà cái răng nó bén lắm nha. Thôi coi nãy giờ rách mấy lỗ rồi. Hả? Rách mấy lỗ rồi. Ừ. Đó. Nó sung quá. Nó sung quá. À. Rồi áo thôi nè. Cặp nó cặp tao ghê á. Ôi. Manh động quá. Nè. Tụt cái đầu lại. Bịt mắt lại luôn. Ê, chuyển dẫn nha. Ê, dạ. Thôi, được rồi. Thôi. Chắc hôm nay mình nè. Ôi, đó. Đây, dột vô, thôi. Đấy. Nhảy dữ rồi. Thế vậy quá. Để đi về mà không đi với nó. Đó, làm gì vậy? Làm gì vậy? Để đi về mà không đi với nó nha. Nhảy quá. Có vậy luôn. Để đi sư vậy mà. Thôi, mình sẽ kết thúc tại đây. Mình đi về ra ngoài trời cũng mưa rồi. Mình về chăm sóc cho Thanh với thả cho Thanh đi về trên đó.